con được con cái luôn. Con dung lương mà sống ký sinh đó thì nó dài hơn là con dung lương sống tự do. Chúng ta nhìn cái hình này. Cô mất mất slide rồi kìa. Mất slide rồi hả? Dung lương cái là cái em thấy nó có một cái hàng chứng dọc theo cái tử cung của nó nè. Con tự do cũng vậy, em thấy được cái hàng chứng dọc theo cái tử cung. Cái con dung lương đực nó rất là nhỏ và cái đuôi của nó cong. Ở chóp đuôi nó có một cái gai giao hợp, của em nhìn ở hình tới này. Đây, đây là cái con dung lương đực. Cái đuôi của nó cong lại và nó ở cuối nó có một cái gai giao hợp. Nha. Còn đây là con dung lương cái, các em nhìn thấy một cái hằn trứng ở trong tử cung của nó. Con này nó đẻ trứng ở trong ruột của chúng ta. Đây là trứng của nó, cũng giống như trứng dung móc. Nhưng mà nó phát triển rất là nhanh. Cái trứng này á, nó sẽ cho ra con ấu trùng ngay trong ruột của chúng ta, không chờ ra ngoài. Nó đẻ trứng, những cái phôi này phát triển ngay tức khắc thành con ấu trùng ở còn khi mà nó còn ở trong ruột của chúng ta đó. Và nó nở luôn ra ấu trùng ở trong ruột chúng ta, không đợi ra ngoài đất. Đây là ấu trùng của nó. Đây là cái ấu trùng mới nở. Ấu trùng này nó còn đang ở trong ruột của chúng ta. Thì nó mới nở, cái chiều dài của nó cũng khoảng 1/4 mm, giống như con dung móc thôi. Giống như ấu trùng mới nở, con dung móc. Nó cũng có cái thực quản ụ phình. Nhá. Nhưng mà cái xoang miệng của nó rất là ngắn, chúng ta nhìn không có rõ, cô không thấy cái chỉ này sao kỳ quá. Cái xoang miệng của nó rất là ngắn, nó sát với cái miệng mình, chúng ta không thấy rõ. Chút nữa các em coi hình ấy. Và khi mà nó lột xác hai lần thì con ấu trùng nó dài gấp đôi. Và cái thực quản của nó cũng là hình ống. Các em nhìn thấy nó một cái ống dài, giống hệt dung móc. Nó khác, cái đuôi con này không nhọn. Cái đuôi của con ấu trùng có thực quản hình ống, không nhọn. Đây là cái điểm em phải chú ý cho cô nhé. Bây giờ các em nhìn đây. Đây là con ấu trùng mới nở. Mới nở. Thì cái miệng của nó với lại cái thực quản nó sát liền với nhau. Nó sát liền với nhau nè. Các em không có thấy được cái khe, không thấy được cái xoang miệng dài giống như con dung móc. Đúng không? Các em còn nhớ dung móc hồi nãy không? Cái này em không thấy được. Tại vì cái thực quản của nó sát với được cái miệng. Cái xoang miệng của nó có nhưng mà cực ngắn. Hầu như không thấy. Thì cái đặc điểm này á, giúp cho chúng ta phân biệt ấu trùng một của dung móc và dung lương. Thì trong thực tập các em phải nhìn cho ra, phải định danh cho được nhờ vào cái miệng. Ấu trùng một các em nhìn cái miệng, cái miệng con này không thấy được cái xoang miệng, tại vì nó quá ngắn. Ấu trùng 3, ấu trùng 2, nó dài gấp đôi, thì cũng là cái thực quản hình ống, cái miệng đóng cũng giống như dương móc, nhưng mà ở con này em chú ý dùm vô cái đuôi. Cái đuôi của nó không nhọn mà nó lại có vẻ như là gãy ngang. Gãy ngang nó tạo thành cái điểm bằng ở cái chóp đuôi, nó không có nhọn. Hồi nãy cô chỉ em cái con dung móc cái đuôi nhọn, con này không nhọn. Nhưng mà trên thực tế á, tại vì cái chỗ gãy của nó quá gần cái mút, thành ra là cái chỗ này nó nhỏ lắm. Các em mình nhìn không kỹ á, các em khó thấy được cái nhọn với cái tà. Này phóng to ra thì mới thấy được cái tà. Giờ tóm lại nè, so sánh dung móc với dung lương thì ấu trùng dung móc nó nở ở ngoài đất, ấu trùng một dung lương nó nở trong ruột. Và khi nó được thải ra theo phân là thải ấu trùng chứ không có thải trứng. Ra tới ngoài đất thì ấu trùng một nó mới phát triển lên thành ấu trùng hai. Còn con dung móc thì cả hai đều phát triển ở ngoài đất. Rồi bây giờ chúng ta coi cái chu trình phát triển của con này. Nó rất là phức tạp. Nó tới 3 kiểu lận. Nó tới 3 kiểu. Tại vì nó có thể sống ký sinh, nó có thể sống tự do. Là 2 kiểu rồi, 1 kiểu tự nhiễm. Các em nhìn đây.
Cô không biết cái hình này nó em dễ thấy không mà cô nghĩ cái hình này dễ thấy hơn nè. Hình này nó không có màu mè nhưng mà nó dễ thấy hơn. Trong cái chu trình phát triển của nó, em thấy nó có một cái đường ngang không? Cái đường này nó chia một phần ở ngoài đất, một phần ở trong, một phần ở trong trong người. Cái phần ở trong người á, nó cũng giống dung mốc hệt à. Nó cũng xâm nhập qua da, xâm nhập qua da, rồi nó đi vào mạch máu, nó lên tới phổi, nó cũng về ruột non. Nói chung là cái phần ở trong người giống hệt dung mốc. Còn cái phần ở ngoài đất này, các em nhìn đây, cái con dung cái nó ở ruột non, nó đẻ trứng, trứng nó phát triển lên thành trứng có ấu trùng và nó nở ra ngay ở trong trong ruột. Nó nở ngay ra khi nó còn ở trong ruột, thành ra là khi mà nó thải ra ngoài, người ta đi cầu nó thải thì người ta thải ấu trùng. Người ta thải ấu trùng chứ người ta không có thải trứng nha. Và khi ra ngoài đất, tùy theo nó muốn sống tự do hay là nó muốn sống ký sinh. Nếu nó muốn sống tự do, thường thường người ta nói là có điều kiện ở ngoài đất nó thuận lợi cho nó thì nó sống tự do. Thì khi mà nó sống tự do đó thì con ấu trùng một, tức là con có thực quản ngũ phình, nó sẽ lột xác, nó lột liên tục 4 lần thì nó trở thành cái con trưởng thành. Con trưởng thành có con đực, có con cái thì nó sống ở ngoài đất. Rồi cái con trưởng thành này nó lại đẻ trứng, rồi trứng nó là nở ra ấu trùng một. Ấu trùng một nó lại lột xác, nó thành con trưởng thành. Như vậy là nó có một cái chu kỳ sống tự do. Nó chỉ có trưởng thành với ấu trùng một, ấu trùng hai. Cái vòng này nè, nó sống ở ngoài đất. Nó không cần ký sinh. Nếu mà một lúc nào đó nó chán, không có muốn sống tự do nữa, nó muốn ký sinh, thì ấu trùng một này nó lột xác 2 lần, nó trở thành ấu trùng 2. Trở thành ấu trùng 2. Và ấu trùng 2 này có khả năng xâm nhập da, thì nó gặp người nó sẽ chui vào ký sinh. Do đó nó muốn tự do muốn ký sinh. Đó, nó có 2 đường đi. Thì cái chu trình sống tự do này chúng ta gọi là chu trình gián tiếp. Còn cái chu trình mà sống ký sinh thì từ bên này ấu trùng 1 nó lột xác 2 lần nó thành ấu trùng 2. Thì chu trình trực tiếp từ đây đi ngang đây, hoặc là từ tự do đi lên. Thì khi mà nó vào người rồi thì nó giống hệt dung mốc, nó cũng lên tới phổi, nó cũng dần trứng lở phle. Và cái con này nó có thêm một cái chu trình thứ 3 mà chỉ nó có thôi, không có ai có hết nha, các em chú ý cho cô, là cái chu trình tự nhiễm. Chu trình tự nhiễm tức là cái người bệnh này nhiễm lại cho mình bằng cách nào? Thì cái con dung cái nó đẻ trứng, trứng nó nở, nó phát triển lên thành có con ấu trùng bên trong, nó nở liền ở trong ruột. Đây là nó còn ở trong ruột. Thì cái con ấu trùng một này nó có điều kiện như thế nào đó, chúng ta cũng chưa có rõ. Ấu trùng một này nó trở thành ấu trùng hai, nó trở thành ấu trùng hai và nó xâm nhập vào mô, nó đi vào mạch máu, rồi nó đi theo máu, nó đẩy đi dòng lên trên. Như vậy là cái chu kỳ này nó hoàn toàn xảy ra ở trong người của chúng ta, nó không ra ngoài. Như vậy là cái bản thân con này nhiễm rồi, bây giờ lại tự nhiễm cho mình thêm một như thế này nữa. 10 giờ đó, các em thấy là nó phức tạp hơn không? Và các em biết là hồi nãy giờ chúng ta học, chúng ta thấy là nhiễm ít thì tổn thất ít, triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Còn mà nhiễm nhiều thì thế nào cũng có triệu chứng rõ và có thể bệnh nặng. Thì trong cái trường hợp mà cái con dung này á, mà nó đi ra ngoài rồi nó quay trở lại người, thì cái xác suất mà nó tìm lại được người rất là thấp, đúng không? Xác suất mà nó tìm được người để nó chui vào rất là thấp. Nhưng mà khi mà nó ở bên trong thì xác suất nó quay trở lại người 100% luôn. Do đó mà ban đầu có thể là cái người bệnh này chỉ nhiễm có một vài con, nhưng một thời gian sau, ngắn tầng dài, những cái con này nó sinh sôi nảy nở trong người bệnh nhân thì nó sẽ
làm tăng cái dân số của nó lên rất rất đông, rất rất đông. Và khi mà nó đông thì nó sẽ gây bệnh nặng. Do đó mà các em nhớ dùng cho cô cái chu trình tự nhiễm này, nó làm cho con dung lương này trở nên đặc biệt và nó có thể gây bệnh nặng cho người bệnh nếu như người bệnh có sức đề kháng kém. Và cô lấy một cái thí dụ, nếu mà các em có nghe được không, nếu mà em đi thí dụ em ở thành phố mùa hè, Mẹ cái điện chi trả em bên đó còn ngang mũi không? các em ơi, các em tắt micro đi, em nào nói các tắt micro đi, tắt mic đi. Cô lấy cái thí dụ nha, mùa hè em ở thành phố, mùa hè em về quê bạn chơi, quê bạn ở vùng nông thôn, quê bạn có dung lương dung mốc, thì em về quê em bị nhiễm con dung mốc, con dung mốc nó chui qua da em rồi nó nhiễm vô cho người em, thì cái mùa hè đó em nhiễm có 5 con dung mốc thôi, thì em mang về nhà 5 con dung mốc trong bụng em, thì 5 con dung mốc này á nó sống cho tới già tới chết rồi nó chết luôn, em chỉ có bị 5 con thôi, tại vì em ở thành phố em không có nhiễm thêm, thế đó em chỉ bị 5 con thôi, rồi nó già rồi nó chết thì thôi coi như em khỏi bệnh. Nhưng mà năm sau em về chơi em lại bị nhiễm con dung lương, em bị nhiễm con dung lương rồi em cũng nhiễm 5 con đi, em mang về nhà 5 lương, 5 con dung lương này cũng có thể nó giống như dung mốc rồi nó già nó chết, nhưng mà cũng có thể nó sinh đẻ trong người em, rồi một năm sau không phải là em nhiễm 5 con mà em nhiễm 100 con do cái chu trình tự nhiễm này nè. Do đó mà nhiễm dung lương á có khuynh hướng là nhiễm kéo dài, nhiễm lâu dài. Mặc dù là em không có tái nhiễm ở ngoài, nó tự nhiễm bên trong. Và cái điều này cũng là một cái điều mà góp phần cho nó trở thành một con ký sinh trùng cơ hội. Khi mà nó đông lên là nó sẽ gây cho em nhiều tổn thất. Con dung này gặp ở đâu, nói chung là nó cũng giống như dung mốc, nó cũng có một cái môi trường giống dung mốc, nhưng mà không hiểu tại sao mà chúng ta thấy được là tình hình nhiễm dung mốc ở nước mình á, nhất là ở cái vùng miền Trung, các cái tỉnh mà trồng cao su, trồng cà phê nhiều á, tỷ lệ nhiễm dung mốc khoảng 40-50%, trong khi nhiễm dung lương thì nó thấp lắm, một vài phần trăm thôi à. Cái này cô cũng không hiểu tại sao. Đặc biệt các em chú ý dùm cho cô cái chỗ này nè, nó là một con dung lương cơ hội. Nếu mà em nhiễm dung lương mà em sử dụng, đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch vì cái bệnh gì khác đó, thì cơ thể em nó bị ức chế miễn dịch, nó bị suy yếu, và con dung lương này phát triển rất là mạnh nhờ cái chu trình tự phát của nó đó, tự nhiễm của nó đó. Hoặc là em bị những cái bệnh khác mà nặng á, hoặc là em bị cái bệnh suy giảm miễn dịch nào khác, hoặc là em bệnh được cái bệnh gì khác, em đang điều trị bằng cái kháng viêm corticoid, những cái thứ này nó làm cho con dung lương nó phát triển rất rất mạnh ở trong người em, nó tăng dân số cực kỳ nhanh, cực kỳ nhiều, và khi đó thì nó đe dọa tới sức khỏe của em, không nói chi mà nó còn đe dọa tính cơ thể của em nữa, tính mạng của em nữa đó. Nó là con dung lương cơ hội. Con dung lương là một con cơ hội. Khi mà em khỏe mạnh, sức đề kháng của em tốt thì nó không có phát triển nhiều được. Còn khi mà em bắt đầu bị suy giảm, bị suy yếu thì nó sẽ phát triển rất mạnh. Em nhớ cho cô con dung lương nha. Bệnh của nó thì cũng giống như dung mốc, nó có giai đoạn ở da, khi nó chui qua da. Cái giai đoạn ở phổi nó cũng giống như là con dung mốc, nhưng mà cái con dung lương này nè, do cái nó có thể nó có cái chu trình tự nhiễm, cái hội chứng này có thể nó kéo dài. Còn cái giai đoạn ở ruột, cái con này á,
nó ký sinh, nó nằm ở trên cái niêm mạc ruột, nó có thể làm tổn thương cái niêm mạc ruột của em, nó gây viêm ruột, viêm dạ dày, viêm ruột, do đó mà có thể em bị rối loạn tiêu hóa, đi phân lỏng xen kẽ với loại phân bón nha. Tùy theo cái tổn thương, nếu mà tổn thương mà nó nhiều quá, nó đụng với cái mạch máu, nó chảy máu, có thể em đi cầu ra máu. Cái con này nè, nó gây tổn thương cái niêm mạc ruột của em. Chẩn đoán, chúng ta lấy xét nghiệm phân để tìm ấu trùng. Các em chú ý nha, tìm ấu trùng, không có phải tìm trứng đâu. Mà trong những trường hợp mà nhiễm lâu á, số lượng ký sinh trùng nó ít á, nhiều khi chúng ta xét nghiệm mới thấy âm tính hoài à. Hồi xưa chúng ta có một cái kỹ thuật giúp chúng ta phát hiện được khi mà chúng ta nhiễm nhẹ, thì kỹ thuật đó người ta gọi là kỹ thuật Bayakman, kỹ thuật tập trung Bayakman. Thì kỹ thuật này nó rất là tốt để tìm ấu trùng trong phân, nhưng mà hầu như là bây giờ không ai xài, không ai dùng nữa, tại vì nó hơi mất công mà nó cũng bất tiện nữa. Thì cô cho các em coi cái kỹ thuật này. Đây là một cái bộ dụng cụ để làm kỹ thuật Bayakman. Các em phải có một cái giá sinh hóa. Trên cái giá này em có một cái phễu. Em máng cái phễu vô đây. Trên cái phễu này em để một cái rây. Cái rây mà em lọc cháo, lọc gì đó. Trên cái rây đó em để cái miếng gạt. Em lót cái miếng gạt. Sau đó em mới đổ cái bô phân. Cái kỹ thuật này em phải sử dụng một lượng phân lớn. Thường là nguyên một bãi. Nguyên một bãi á. Thì trong cái phân này á, nếu mà có ấu trùng dù số lượng ít đi nữa thì cũng có khả năng tìm thấy, tại vì em dùng số lượng phân lớn. Thì ở dưới này em đổ nước vào, và cái nước nó phải là nước ấm, 30-40 độ nước ấm, chứ không phải nước lạnh nha. Tại vì sao người ta sử dụng nước ấm? Tại vì cái con dung á, dung lương hay nói chung là dung ấu trùng dung khác cũng vậy, nó thích ẩm và nó thích ấm, nó không thích lạnh, thích ấm. Do đó mà người ta đổ nước ấm vào đây. Rồi ở dưới này á, cái đuôi của cái phễu người ta nối với ống cao su, người ta kẹp nó lại để cho nước nó đừng có chảy ra. Thì người ta để như vậy trong khoảng 2 tiếng. Thì ở trong cái đám phân này, nếu mà có cái con ấu trùng nào đó thì nó sẽ có khuynh hướng đi xuống dưới này, tại vì nước này nước ấm nè. Nó vừa có nước ẩm, nó vừa có nhiệt độ ấm. Còn ở trên này nó vừa khô vừa lạnh, nó không có lên mà nó đi xuống. Thì nó sẽ tập trung xuống ở dưới này, xong thời gian em để cho nó rút xuống dưới này, em mở ra hướng nước rồi em mới đi ly tâm, em mới tìm nó, thì có khả năng tìm thấy nó nhiều hơn là soi phân trực tiếp. Thì cái kỹ thuật này nó rất là tốt, nhưng mà có một cái là sử dụng lượng phân nhiều, mà em biết lượng phân nhiều thì nó mùi nó bốc lên rất là mạnh. Thứ hai nữa là dụng cụ nó lít kích quá, bây giờ người ta không có xài nữa, không ai chịu xài cái này hết á. Nó chỉ là một cái vấn đề của lịch sử rồi. Bây giờ người ta có thể làm kỹ thuật miễn dịch để phát hiện kháng thể. Thì kỹ thuật này so với kỹ thuật mà xét nghiệm tìm ấu trùng hoặc là kỹ thuật Bayakman thì nó không có chính xác bằng, nhưng mà nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Vấn đề điều trị thì tất cả những cái thuốc dung mà tẩy run đường ruột đều có thể để mà có thể tẩy con dung lương được, nhưng mà cái con này nó có thể nó đi trong mô, nó có thể nó đi xuyên mô nhá, nó đi vào mô chứ không hẳn ở đường ruột không. Thành ra là những cái thuốc mà chỉ có tẩy dung ở trong ruột không, đối với nó không có tác dụng. Chúng ta phải dùng thuốc tẩy mà nó có thể nó ngấm vào mô. Thì cái thuốc mà người ta đánh giá là nó có hiệu quả nhất á là chiabendazole. Nó cũng là một cái gốc của mebendazole, nhưng mà nó khác ở một cái nhánh. Nó có cái tên là chiabendazole. Cái thuốc này thì nó rất là hiệu quả với dung lương, nhưng mà nó cho nhiều phản ứng phụ lắm. Thành ra là các em không có nên tự xài nữa. Không có nên tự xài. Thứ hai nữa là có thể dùng onbendazole. Cái thứ ba nữa là cái thuốc mà hiện nay người ta mới đưa vào sử dụng, cái thuốc ivermectin. Cái thuốc này là hồi xưa người ta dùng để mà sổ run cho động vật thôi à. Nhưng mà bây giờ người ta lại chữa dùng cho người, người ta thấy nó có hiệu quả. Ivermectin. Và cái thuốc này nè,
cái khi mà cái dịch Covid nó nổi lên đó, lúc đầu người ta cũng thử thử dùng để mà chữa Covid đó, cũng có nhiều ý kiến khác nhau lắm. Có người thì nó có hiệu quả, có người nó không có hiệu quả. Nhưng mà nói chung cái thuốc này là thuốc sổ giun. Đầu tiên là sổ giun cho động vật, thì bây giờ người ta dùng cho người. Phòng chống bệnh cũng giống như giun móc. Nhưng mà cái con này thì chúng ta phải chú ý, nó có tự nhiễm bên trong đó, nó tránh táo bón. Rồi chúng ta qua con giun tóc. Giun tóc thì rất là đơn giản. Các em, hồi sáng là chúng ta bắt đầu từ 7 giờ rưỡi. Chúng ta bây giờ 11 giờ rưỡi nghỉ nha. Nếu mà chúng ta muốn nghỉ sớm thì chúng ta phải bắt đầu sớm hơn. Cũng còn có mấy phút nữa hả? Chúng ta cố gắng làm cho nó xong cái chương trình giun này đi. Dạ, giun tóc này. Cái con giun tóc này á, nó có hai cái phần. Cái phần đầu nó rất là mảnh như sợi tóc. Còn cái phần thứ hai thì nó phình to ra. Cái con đực cái đuôi nó cong rồi tận cùng bằng cái gai giao hợp. Còn cái con cái thì cái đuôi nó thẳng bầu. Chiều dài của nó khoảng 4-5 phân đó. 4-5 phần. Nó lớn hơn con giun móc, còn nhỏ hơn giun đũa. Đây. Hình ảnh của nó đây. Con cái cái đuôi thẳng nè. Đây là cái phần đầu. Cái phần đầu của này nó cắm vào ruột của mình. Nó hút những cái chất dinh dưỡng ở trong cái ruột của mình nè. Nó giống như là cây kim mà nó đâm vào cái ruột của mình vậy đó. Cho con đực đuôi nó cong và nó tận cùng bằng cái gai giao hợp. Nó đẻ trứng. Trứng của nó hình thoi dài giống như trái cau. Trái cau của mấy bà cụ mà ăn trầu á, cái vỏ dày nhưng mà nó trơn, không có sần sùi. Ở hai cái đầu nó có hai cái nút nhầy trong. Ở bên trong này là cái phôi, nó mới đẻ ra chỉ là phôi. Rồi nó ra ngoài đất một thời gian giống như trứng giun đũa thì nó mới hình thành nên được con ấu trùng bên trong. Lúc này chúng ta nhiễm, nuốt cái trứng này chúng ta bị nhiễm nè. Cái chu trình phát triển của nó cực kỳ đơn giản. Con này nó ký sinh ấu ruột già. Chúng ta học giun đũa, giun móc, giun lương ký sinh ở ruột non. Con này ký sinh ở ruột già. Em nhớ nha. Ruột già ở cái phần hình màu vàng nè. Thì nó cắm cái đầu nó vào trong cái ruột để nó hút chất dinh dưỡng. Nó đẻ trứng, trứng được thải ra ngoài theo phân. Nó cũng phải nằm ở ngoài đất một thời gian để nó tạo ra được cái con ấu trùng. Rồi chúng ta nuốt vào cái trứng này. Cái trứng này sau khi mà được nuốt qua miệng, nó xuống bao tử, nó xuống ruột non, nó nở ra con ấu trùng. Nó nở con ấu trùng ở ruột non rồi nó xuống con ruột già, nó trưởng thành. Như vậy là cái con này á, nó chỉ có gây bệnh ở cái chỗ nó ở. Chỗ ở của nó là ruột già. Chỗ ở của nó là ruột già nha. Thì nó gây bệnh ở đây. Cái con giun tóc này nó cũng giống như giun đũa và giun móc. Nó là bộ ba giun đường ruột, giun đũa, giun móc, giun tóc. Nhưng mà tỷ lệ nhiễm của giun tóc thì thấp hơn hai con kia. Đây, nó chủ yếu là ở ruột già. Ở ruột già, đây là cái đoạn dưới của ruột già là trực tràng. Các em nhìn thấy những cái chấm 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 này á, là cái phần đuôi của con giun móc. Nó còn nằm ở ngoài, còn cái phần đầu thì nó cắm sâu vào trong cái niêm mạc, mình không có thấy được. Nó kích thích cái niêm mạc ruột của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị mắc rặn. Ngoài cái chuyện mà rối loạn tiêu hóa, tiêu tiểu, tiêu có thể bón, có thể mà tiêu chảy, thì nó còn kích thích, nó làm cho chúng ta mắc rặn. Và khi mà chúng ta mắc rặn mà cứ rặn hoài, thì cái ruột nó lộn ra, chúng ta gọi là sa trực tràng. Ở đây nè, phóng to ra các em thấy cái phần sau của con giun tóc nó nằm lơ lửng ở đây nè. Còn cái phần đầu nó cắm vào sâu trong cái mặt ruột rồi. Thì cái biến chứng mà của nhiễm giun tóc nhiều á là sa trực tràng. Xét nghiệm nếu mà dựa vào triệu chứng thì nó rất là mơ hồ. Chúng ta phải làm xét nghiệm phân tìm chứng.
Điều trị thì cũng giống như điều trị dung đũa. Chúng vệ sinh ăn uống nha, cái này là do nhiễm qua đường ăn uống, và vệ sinh môi trường không có đi cầu bừa bãi. Chúng ta qua con dung kim Enterobius vermicularis. Cái con dung kim này á, nó có cái con trưởng thành nó có màu trắng đục, cái thực quản của nó hình ụ phình, cái con cái nó cũng khoảng gần một phân, cái con đực thì nó ngắn hơn một chút. Em nhìn đây, cái miệng của nó có hai cái môi, hình như là nó phình ra hai bên, nó có hai cái môi, nó không có tóp nhỏ lại mà nó phình do cái môi. Cái thực quản của nó hình ụ phình là các em thấy nhỏ thắt lại phình ra. Con đực cái đuôi nó cong và nó tận cùng bằng cái gai giao hợp, còn con cái cái đuôi nó nhọn và thẳng. Trứng của nó hình thoi dài, cái vỏ đôi có hai lớp vỏ, và cái trứng của nó đó lúc mới đẻ đó nó có một cái phôi mà nó chưa hoàn chỉnh, chỉ cần từ sáng ở từ tối nó đẻ trứng, tới sáng chúng ta lấy trứng cho chúng ta xem thì con ấu trùng nó đã phát triển hoàn thành rồi, cũng đã hoàn toàn trở thành một con ấu trùng nằm gọn trong cái vỏ trứng này rồi. Nó phát triển rất nhanh, thành ra là cái con dung mẹ đẻ ra từ buổi tối thì buổi sáng nó có thể nó nhiễm cho người rồi, nó không cần chờ đợi lâu. Chúng ta thấy con ấu trùng nó nằm gọn ở trong. Chu trình phát triển cũng cực kỳ đơn giản. Con này nó cũng sống ở ruột già, giống như con dung tóc, và nó không có đẻ trứng ở trong cái ruột nha. Nó không đẻ trứng ở trong ruột, do đó mà các em mà đi xét nghiệm phân là không có giá trị. Các em phải dùng một cái kỹ thuật khác. Khi mà cái con mẹ đó, con dung mẹ ban đêm á, bò từ ở trong cái ruột già bò ngược ra hậu môn, nó đẻ trứng lên cái mấy cái nếp da hậu môn á, thì cái cử động bò của nó làm cho đứa bé nó nhột, nhiều khi nó thức dậy, giật mình thức dậy, nó gãi hậu môn. Rồi cái tay nó dính trứng, sáng dậy nó đút tay vô mồm, nó bị nhiễm ngay cái con hôm trước, nó bị nhiễm ngay trứng của con hôm trước. Người ta hay vẽ hình với một em bé tại vì em bé hay bị nhiễm. Bệnh hay gặp ở trẻ em, nhất là ở những cái đứa em ở nhà trẻ. Chúng ta nuốt cái trứng vào miệng. Tỷ lệ nhiễm dung kim thì nó tùy theo, nhưng mà ở miền Bắc là cao hơn miền Nam. Cái triệu chứng nó gây ra, nó ở ruột già, thành ra là cái bệnh lý ở trong ruột đó nó ít có rõ lắm, có thể có rối loạn một chút đỉnh thôi, nhưng mà chủ yếu là cứ ban đêm, các em nhớ dùm cho cô nha, cứ ban đêm là bị ngứa hậu môn. Tại sao cứ ban đêm? Tại vì cái con dung cái á, ban đêm nó mới bò ra, ban ngày nó không bò ra. Ban đêm mình ngủ ngon á, cái nó bò ra, mà khi nó bò ra tới da mình ngứa, cảm thấy nhột, thấy ngứa. Do em bé nó ngủ mà nó đang ngon giấc mà nó ngột, nó nhột, ngứa, nó giật mình, nhiều khi nó giật mình nó la hét. Nó là đôi khi có những em mà bị nhiều và bị lâu dài á, có thể bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn thần kinh kiểu này nè. Nó chỉ có chủ yếu là triệu chứng chủ yếu của nó là ngứa hậu môn vào ban đêm. Nếu mà nó đi lạc á, cái con dung cái nó bò ra hậu môn mà nó ngừng lại, nó đẻ trứng ở hậu môn, nó đẻ xong rồi nó chết à, thì không có nói chi, nhưng mà có thể nó đi xa thêm một chút xíu nữa, nhất là ở mấy cái trẻ em gái á, nó đi lên tới cái âm đạo, nó chui vô âm đạo nó gây viêm, hoặc là nó chui vào ruột thừa nó gây viêm ruột thừa. Đây là nó đi lạc chỗ. Chẩn đoán dung kim, nếu mà cứ thấy em bé mà ban đêm ngủ mà cứ hay gãi hậu môn hay là khóc thét, gãi hậu môn là các em xem chừng nó nhiễm dung kim đó. Thì không có xét nghiệm phân tại vì nó không có đẻ trong ruột. Các em dùng cái phương pháp Graham. Phương pháp Graham là cái gì? Là chúng ta dùng cái băng keo trong, băng keo mà em để dán sách dán tiền á,
em để em dính với cái hậu môn, dính với cái trứng nằm ở trên hậu môn. Thì đây là cái cách làm nè. Em dùng một cái cây đè lưỡi hoặc là một cái đầu muỗng tròn tròn, đầu muỗng inox á. Em để một tấm lam đè lên trên. Thật sự ra thì cái cây đè lưỡi này nó làm cái giá đỡ cho cái miếng lam kính, tại miếng lam kính này nó mỏng, nó rất là dễ gãy khi mà em cầm. Khi em cầm nó xong thì em cắt một cái miếng băng keo trong, em mới lộ, em mới băng qua cái đầu, cái mặt dính đưa ra ngoài. À, cái mặt dính đưa ra ngoài. Sau đó em cầm nguyên một cái bộ đồ đó như vậy, gồm cái cây đè lưỡi, cái miếng lam và một cái miếng băng keo trong. Em cầm như vậy nè. Rồi em mới vạch cái hậu môn của em bé đó ra. Em vạch cái hậu môn rồi các em áp cái đầu dính này vào cái mấy cái nếp da ở hậu môn á. Nếu mà trên đó nó có trứng thì nó sẽ dính vào cái mặt dính. Nha, rồi sau đó em mới lấy ra rồi em mới lật ngược cái miếng dính lại, em dán lên cái nấm lam, em đặt cái kính hiển vi mà em soi thì em tìm thấy trứng. Còn cách thứ hai nữa là em có thể dùng cái tăm phong, em cho một chút xíu nước muối vào trong một cái ống nghiệm, em nhúng nước cái ống nghiệm này đi rồi em quẹt vào hậu môn, thì cái phương pháp này cũng được, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái phương pháp băng keo dính. Dùng thuốc rất là đơn giản, các em dùng cái mebendazole uống liều duy nhất thôi, nhưng mà cái con dung kim này nè, do nó rất là dễ bị tái nhiễm, thành ra là chúng ta sẽ điều trị hai lần, cách nhau một tuần. Tại vì có những con mà nó đặt ở sẵn trong ruột á, thì em uống cái lần đầu á, nó diệt được. Còn có những con nó sắp vào tới ruột thì các em phải chờ tuần sau. Vệ sinh thì cái này là do mình nuốt phải cái trứng, thành ra là phải giữ vệ sinh, nhất là vệ sinh ăn uống, vệ sinh tay, vệ sinh màn chiếu nữa nè. Tại vì có thể ban đêm ngủ gãi chiếu, cái trứng nó rớt ra giường, ra chăn, ra màn á, cũng phải vệ sinh, cũng phải giặt giũ thường xuyên. Nhất là các em phải rửa tay và cắt ngón tay, và nhất là không có cho mút tay nha. Và điều trị, các em nhớ là trong nhà mà có một em bé bị á, thì những người khác trong gia đình cũng dễ bị nhiễm lắm, do đó mà phải điều trị luôn cả nhà luôn. Rồi chúng ta đã xong được con ruột, mà còn một con ở mô nữa là con dung xoắn, nữa là con dung chỉ. Bây giờ 11 giờ rưỡi rồi, chắc có lẽ các em cũng đói rồi. Bây giờ chúng ta ngưng, nhưng mà chiều nay á, thì các em có thể trở lại lúc 1 giờ không? Dạ được.